Hồng Duy xin kính chào quý anh chị cô chú và các bạn. Tiếp tục đồng hành với kênh bán nhà của Hồng Duy thì trong video hôm nay thì Hồng Duy sẽ gửi đến cho anh chị một căn nhà riêng lẻ với một cái vị trí rất là đẹp. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển ra trục đường chính, đó là trục đường 835B thì chỉ với 100m thôi, và mới với một cái lối đi thông này thì mình có thể di chuyển ra khu dự án The Soi City ở chợ Hưng Long thì chỉ với 800m. Đó. Và hôm nay sẽ là một căn nhà với sổ hồng riêng biệt với thổ cư 100% nha anh chị. Đó. Nhà của mình có diện tích là ngang 5, dài 17m với lối thiết kế là một trệt một lầu, bao gồm có 3 phòng ngủ và có 2 phòng vệ sinh với đầy đủ công năng cho mình sử dụng. Đó. Thì anh chị có thể thấy đây là cái khoảng không gian sân trước nhà mình được làm rất là rộng rãi, được lót gạch sạch sẽ cho mình, và cốt nền nhà mình rất là cao cho nên mình khi mà bước vào căn nhà thì cảm giác rất là thoáng luôn nha anh chị. Nhà của mình là một căn nhà hướng đông nam nha anh chị. Và ở đây thì đã được xây tường bao lên tới 1m6 rồi. Đó. Thì với khu vực này thì mình có thể làm thêm mái che cho nhà mình. Và với lối thiết kế của căn nhà này là thiết kế theo kiểu dáng mái ống nha anh chị, với tông màu chủ đạo đó là màu trắng kết hợp thêm màu cam. Nhà của mình thì nhìn rất là sang về cái bề mặt diện nhà mình. Và phía bên dưới thì đều được lót gạch bóng kiến sạch sẽ cho mình rồi. Tiếp phía bên trong đây thì mình sẽ có hệ thống cửa chính thì được làm bằng hệ thống cửa 4 cánh. Đó, được làm bằng nhôm sifa và kính cường lực. Với hai lớp cửa bảo vệ thì căn nhà mình rất là an toàn khi mà anh chị có di chuyển đi đâu xa rồi. Và đây là khoảng không gian phòng khách nhà mình với một căn phòng khách rộng rãi, và gạch nền thì sử dụng là gạch bóng kiến 80x80, và phía bên mảng tường ở đây thì được lót gạch lên tới 1m2 sạch sẽ cho mình. Hai bên thì có chừa cho anh chị những cái khoảng lùi để cho mình lựa chọn những bức tranh để mình dán vào những cái bức tường này thì cũng rất là đẹp mắt luôn. Phía bên trên trần thì được sử dụng là trần thạch cao và hệ thống đèn led được chiếu sáng khắp xung quanh trần nhà của mình. Và với cốt nền nhà mình thì được xây rất là cao cho nên khi mà bước vào căn nhà của mình thì cảm giác rất là thoáng nha anh chị. Và ở đây thì cũng có thiết kế cho anh chị một cái khu vực để mình dán tranh nha. Ở đây thì có một cái chùm đèn, khi mà mình bật điện lên thì rất là sáng. Hiện tại nhà mình đang cúp điện cho nên hơi tối một chút xíu, anh chị thông cảm nha. Và tiếp đến, đây là cái khu vực phòng bếp nhà mình. Với khu vực phòng bếp thì đầy đủ tủ bếp trên và tủ bếp dưới, có những cái bồn inox để mình rửa rau, rửa chén, và những cái khu vực để kính cường lực như thế này thì mình rất là dễ dàng lau chùi khi mà dầu mỡ có bám vô. Đó. Và tiếp đến, đây là cái khu vực kho nhỏ nằm ở dưới chân cầu thang. Thì với khu vực này thì mình có thể cất chứa được những cái vật dụng khi mà mình không dùng đến, như một cái kho nhỏ cho căn nhà của mình vậy. Đó, thì anh chị có thể mở ra đóng vô rất là dễ dàng luôn. Ở cuối thì sẽ có một khoảng không gian sân sau. Sân sau thì được chừa cũng vừa phải, có vòi nước này, có khu vực để máy giặt cho mình. Đây, khu vực để máy giặt. Và phòng vệ sinh thì đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình. Đây, với các phòng vệ sinh thì rộng rãi và sạch sẽ. Và xin mời anh chị mình cùng di chuyển lên trên lầu 1 nhé. Hiện tại Hồng Duy đang đứng ở khoảng không gian ban công nhà mình. Với ngoài ban công đây thì bên Duy đã làm cho anh chị những cái thanh để bảo vệ khi mình di chuyển ra đây thì thêm sự an toàn hơn. Có khu vực bồn để mình trồng cây, trồng hoa ngay tại ở trước mặt diện căn nhà của mình. Đó. Và phía bên trong đây thì sẽ có một căn phòng ngủ. Căn phòng này thì hơi nhỏ nhắn cho nên nếu mà gia đình mình có ít thành viên thì mình có thể sử dụng làm phòng thờ nhé. Đó, tiếp theo mình cùng di chuyển tới căn phòng ngủ. Căn phòng ngủ số 2 nhà mình là một căn phòng ngủ cũng vừa phải với diện tích là 16m2 để cho anh chị thoải mái bố trí nội thất. Với lối cầu thang để mình di chuyển lên trên lầu được làm rộng rãi và thoải mái, có tay vịn bằng gỗ thăm xe và kính cường lực, có một cái ánh đèn để buổi tối mình di chuyển lên trên cầu thang thêm sự an toàn hơn. Đây là khoảng không gian phòng vệ sinh được sử dụng chung cho 3 phòng. Đó, với đầy đủ những cái thiết bị. Và khoảng không gian phòng ngủ cuối cùng thì cũng rộng rãi với cửa sổ và đèn ngủ đèn led đầy đủ cho mình. Vừa rồi thì anh chị đã cùng Duy đi tham quan hết tổng bộ không gian căn nhà này. Với mức giá bán là 2,7 tỷ thì anh chị đã sở hữu được một căn nhà sổ hồng riêng phun đất thổ cư. Vị trí thì nằm ngay sát chợ Hưng Long và khu dự án The Soi City, với trục đường có thể nối thông ra trục đường 835B để mình về ngã tư Phước Lý, đường đến Đức Thiện. Đó, thì anh chị nào nếu mà quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Duy qua số hotline để Duy có thể hỗ trợ anh chị đi coi căn nhà này nhanh nhất. Và bây giờ Hồng Duy xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.